Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đang triển khai 15 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ gần 570 tỷ đồng, đạt trên 99% kế hoạch giao năm 2021, tăng gần 65 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020. Trong 5 tháng đầu năm 2021, doanh số cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đạt trên 8,5 tỷ đồng, hộ cận nghèo gần 27 tỷ đồng và hộ mới thoát nghèo gần 30 tỷ đồng. Vốn tín dụng chính sách được chú trọng theo hướng nâng cao chất lượng, thực hiện cho vay đúng đối tượng và nâng suất đầu tư đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng của hộ chính sách. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát cũng được quan tâm để nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng và sử dụng đúng mục đích. Đến nay, hầu hết hộ nghèo được vay vốn chính sách trên địa bàn huyện Văn Yên đều phát huy hiệu quả, nỗ lực thoát nghèo vươn lên làm giàu. Tỷ lệ hộ nghèo trả nợ đúng hạn đạt 98%, trả lãi đúng hạn đạt 99,9%.